Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay tôi có đến một nhà vườn để quay những cái tác phẩm cây cảnh. Đó là nhà của anh Huy ở Lương Phong. Tôi cùng các bạn hãy đi vào trong sân để xem những cái cây cảnh của anh ấy. Vâng, tôi quay tổng quan trước. Trước hết chúng ta hãy đi vào cái dàn bên này. Vâng, đây là một cây ổi có cái hai thân rất là giống nhau nhưng đối xứng về hai bên. Cây ổi này đang phát lộc rất là mạnh, sức sống rất khỏe. Vâng, một tác phẩm ổi rất đẹp. Và bên này là một cây xanh quê. Cái xanh quê này có cái bộ bẹ rất là côn, già. Đây là một cái tác phẩm tầm trung. Cây này có cái phần tay dăm tương đối hoàn thiện. Nhưng mà để hoàn thiện thêm hơn nữa thì cây này cũng mất một thời gian nữa sẽ đi vào hoàn thiện. Về phần bông dăm,
Vâng, hai tay một ngọn. Và bên này cũng là một cây xanh quê. Cây này thì nhỏ hơn cây trước kia một tí, cây đằng trước. Hai cây có hình dáng rất là giống nhau. Đây có lẽ là một gốc xanh Nam Điền mới được cắt. Vâng, trước mặt quý vị là một cây xanh quê. Một cây xanh quê tầm trung, có phần bệ rất lớn, côn cây. Và đặc biệt là cái độ già của nó. Cây này thì cũng có tuổi đời rất là nhiều năm rồi. Quý vị xem cái bộ bệ của cây này rất tuyệt vời. Già chảy xệ, bết vào nhau. Và nhìn rất là hầm hố. Đây là một trong những cái dòng xanh quê râm rất dày, lá nhỏ và xanh. Lá dày, bóng,
một trong những dòng xanh quê cũng rất dễ làm và đẹp. Sức sống của cây thì rất mạnh, và đặc biệt là cái dòng xanh quê này cũng không bỏ dăm. Thank you.